Chào quý vị và các bạn, thì ở các clip trước á, công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều các loại thiết bị phun sơn rồi. Thì hôm nay công ty Vigo Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái model máy nén khí TC20B của hãng Rogenmark và cái bút vẽ mỹ thuật RHBB của hãng Brona Đài Loan. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái bút đây. Bút thì nó sẽ có một cái con ốc. Tuy nhiên là nếu như mà dây hơi chúng ta có con ốc này rồi thì chúng ta để và chúng ta không cần sử dụng, chúng ta sử dụng sau. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái cà lê để vặn mở cái đầu của bút vẽ. Thì trong quá trình mà thay thế bút thì thay thế cái kim bét thì chúng ta có thể thay. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái catalog nhé, cái backlit hướng dẫn sử dụng. Chúng ta xem thêm chi tiết ở đây, nó có các cái linh kiện ở đây, chúng ta có thể là xem thêm ha, xem thêm trong này. Rồi tiếp nữa là chúng ta sẽ có cái bút này, nó sẽ có cái kim bét là 0.2mm nhé, 0.2mm ha. Thì với cái dòng bút này á, thì nó sẽ có hai kiểu, hai hành động. Một cái là nhấn thẳng ra hơi, một cái vừa nhấn vừa kéo ra phía sau thì ra sơn. Đây là nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít này. Đây, nút chỉnh lượng sơn nhiều ít nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gắn vào cái dây dẫn. Thì dây dẫn đây chúng tôi đã gắn thêm một cái lọc nước mini. Ngoài ra ở cái máy nén thì nó đã có một cái lọc nước rồi. Bây giờ ta sẽ gắn cái bút vào ha. Thì tôi sẽ gắn cái bút vẽ mỹ thuật vào trong cái lọc này. Rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần là đổ thêm cái nước vào đây. Chúng ta test thử cái bút vẽ mỹ thuật RHBB của hãng Brona Đài Loan. Hãng Brona Đài Loan thì được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng và rất là đa dạng các loại thiết bị. Thì chúng ta sẽ đổ cái nước vào ha. Thì bây giờ tôi sẽ bật máy lên. Máy thì 1/5 HP, nhỏ gọn không ồn. Đó, chúng ta nghe không? Nó chỉ một tí thôi. Chúng ta có thể là không dùng thì nó sẽ tự ngắt. Không dùng thì nó sẽ tự ngắt. Và chúng ta có thể làm việc vào ban đêm. Giờ tôi sẽ nhấn này, nhấn thẳng ra hơi này. Vừa nhấn vừa kéo ra sơn ha. Đó, vừa nhấn vừa kéo ra sơn. Chúng ta có thể chỉnh cái nút nhấn nhỏ đây ha. Nó có thể chỉnh lại cho nó ít nhiều ha. Chúng ta có thể là chỉnh và vẽ được những cái nét vẽ như là sợi tóc. Đó. Tôi chỉnh hết cỡ rồi ha. Đấy. Đây là dòng bút vẽ chính hãng của hãng Brona Đài Loan. Cái chất lượng rất là cao ha. Chất lượng rất là tốt. Kết hợp với lại máy nén khí TC20B của hãng Rogenmark Đài Loan. Đây là một bộ máy nén và bút vẽ đáng được chúng ta sử dụng. Thì công ty Vigo Việt chúng tôi thì cung cấp sẻ lẻ tất cả các sản phẩm. Quý khách mua một sản phẩm cũng có thể liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn về cái sản phẩm một cách tốt nhất. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.